Xin kính chào và kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Kỷ niệm 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chấm dứt gần 100 năm xâm lược của thực dân Pháp tại Việt Nam. Đại hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp Việt-Nhật. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày ra đời của nghệ thuật cải lương, hãy cùng nhìn lại lịch sử cải lương trên đất Bắc trong phần cuối của chương trình. Thưa quý vị, cách đây tròn 64 năm, ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân đội nhân dân Việt Nam đã giành chiến thắng vang dội trước quân đội thực dân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, gian khổ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân đội ta đã tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, hình thức phòng ngự cao nhất của quân đội viễn chinh Pháp ở Việt Nam và Đông Dương, đập tan ý chí chiến đấu của thực dân Pháp. Chiến thắng này của quân và dân ta đã buộc chính phủ Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán ký Hiệp định Geneva về lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương, chấm dứt gần 100 năm xâm lược thống trị đất nước ta. Chiến thắng Điện Biên Phủ được coi là mốc son chói lọi, mang tầm vóc thời đại, góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Làm nên chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ 64 năm trước, báo chí đóng vai trò như một binh chủng đặc biệt tham gia trực tiếp vào cuộc chiến, đảm nhiệm vai trò thông tin tại hậu phương. Bên cạnh Đài Tiếng Nói Việt Nam còn có Việt Nam Thông tấn xã, nay là Thông tấn xã Việt Nam, báo Cứu Quốc, hiện là báo Đại Đoàn Kết, báo Nhân dân ở hậu phương cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Những tác phẩm báo chí đặc biệt của những ngày này cách đây 64 năm sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Tín hiệu báo thông tin cập nhật về tình hình chiến dịch đang được chuyển qua điện đài về các cơ quan báo chí tại hậu phương. Thông tin chiến sự luôn chiếm khối lượng lớn và được ưu tiên hàng đầu trên các mặt báo. Những bản tin chiến sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam được duyệt tại chỗ, phát sóng trực tiếp. Trong mọi thông tin đều không nhắc đến chiến dịch Điện Biên Phủ, mà dùng mật danh Trần Đình. Ngọc là bí danh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Một nhóm công tác đặc biệt của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng được thành lập, đặt tại Bó Lù, một bản nhỏ hẻo lánh ở Bắc Cạn. Vinh dự mà được đọc cái này báo tin cho đồng bào biết thì sướng lắm. Ngày nào thấy tê tê. Mà đọc ở trên Việt Bắc thì studio thì nó trống tất cả vùng quanh, liếp nứa cái gì mà cứ đọc ở trong phát thanh viên đặt thì ở ngoài gà nó cụ tác. Đài Tiếng Nói Việt Nam đảm nhiệm cả việc phát ra thế giới bản tin của Việt Nam Thông tấn xã, dịch sang tiếng Anh, Pháp. Nhận được cái tin là De Gaulle đã đầu hàng, tin đến đêm nay hóa tốc. Vang rừng Việt Bắc là tiếng hoan hô, vang dội cái rừng Việt Bắc. Và bất kể máy bay địch, anh em đốt đuốc lên. Báo chí đã không chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ thông tin về tình hình chiến trận, mà còn đi sâu vào những câu chuyện trong thực tiễn chiến đấu. Những câu chuyện nhân văn, có sức lay động lòng người và động viên tinh thần chiến sĩ. Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản là một tổ chức pháp nhân được chính phủ Nhật Bản công nhận, đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp Việt-Nhật. Vừa qua, Hiệp hội đã tiến hành đại hội bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2020 vào chiều tối ngày 6 tháng 5 tại Tokyo, đánh dấu bước trưởng thành sau gần 5 năm thành lập. Đại hội nhiệm kỳ 2 của Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản đã bầu ông Vũ Hoàng Đức, một doanh nhân thành đạt tại Nhật Bản, làm chủ tịch và 9 ủy viên trong ban chấp hành, với 3 mục tiêu chính là tổ chức tập hợp đại diện cho doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản, là đầu mối thúc đẩy kinh tế Việt-Nhật, cung cấp thông tin, tư vấn cho doanh nghiệp Việt Nam muốn làm ăn tại Nhật Bản và ngược lại. Mời gọi những doanh nghiệp Nhật Bản tham gia hiệp hội với tư cách là hội viên liên kết hoặc hội viên danh dự. Với độ dày phát triển về uy tín và cái chuỗi giá trị thì chúng tôi sẽ mời gọi và đưa các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam với tư cách là giá trị
chuỗi giá trị lớn để kết nối doanh nghiệp giao thương của hai nước cũng như là các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam làm ăn và phát triển tại Việt Nam. Một điểm mới trong nhiệm kỳ 2 của Hiệp hội là kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang có ý định đầu tư vào Việt Nam tham gia hội với tư cách là thành viên liên kết, thành viên danh dự. Tôi nghĩ rằng cách kinh doanh kiểu Nhật Bản được áp dụng khá rộng rãi trên thế giới. Do vậy, các doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật nên cố gắng học được các kỹ thuật kinh doanh này, trao đổi với doanh nghiệp Nhật Bản chúng tôi hơn nữa trong những việc cụ thể. Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản được thành lập vào ngày 2 tháng 9 năm 2013 với 50 năm thành viên chính thức. Trong bối cảnh số doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn tại Nhật Bản tăng lên nhanh chóng, Hiệp hội đã thành lập trang điện tử và đặt văn phòng tại Tokyo nhằm hỗ trợ và trao đổi giữa các hội viên cũng như các doanh nghiệp trong nước. 49 địa phương cấp quận, huyện, thành phố, thị xã trên cả nước sẽ không thể đưa người lao động tại địa phương mình đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc trong năm nay. Đây là thông báo được đưa ra từ phía Hàn Quốc, bởi đây là những địa phương có số người xuất khẩu lao động rồi bỏ trốn ở lại, mỗi nơi lên đến hơn 60 người. Phía Hàn Quốc cũng cảnh báo có đến 107 địa phương có người lao động bỏ trốn, nếu còn gia tăng sẽ tiếp tục ngừng tiếp nhận trong năm 2019. Khi số lao động Việt Nam bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc giảm xuống, thông báo ngừng tiếp nhận sẽ được gỡ bỏ. Các địa phương cụ thể đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội gửi danh sách và thông báo chi tiết để cùng giải quyết vấn đề. Ngày 6 tháng 5 vừa qua tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin, một nhóm các tiến sĩ, bác sĩ do tiến sĩ hóa dược thuộc Viện Hàn Lâm Y học Hungary Phạm Trường Sơn làm trưởng đoàn đã phối hợp với bà Chu Thị Châu, Chủ tịch Hội Phật giáo tại Berlin, tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề Sức khỏe cho cộng đồng của người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức. Chương trình thu hút nhiều bà con doanh nghiệp tại Berlin và các vùng lân cận. Đặc biệt là còn có sự tham gia của các cán bộ đại sứ quán, các nhà sư trụ trì, các chùa của người Việt tại Berlin. Những kiều bào người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức thế hệ thứ nhất do vốn hiểu biết tiếng bản địa còn yếu, cộng thêm nỗi lo làm ăn, thường coi nhẹ vấn đề bảo vệ sức khỏe của bản thân, nên khi để bệnh phát tán thì đã muộn, khó có thể chữa trị. Qua các bài giảng, phân tích mang tính khoa học, tiến sĩ Phạm Trường Sơn và đồng nghiệp đã giải thích cho bà con, cộng đồng hiểu rõ nguyên nhân của từng căn bệnh mà cộng đồng người Việt thường mắc phải, giải đáp những thắc mắc của bà con. Bên lề cuộc hội thảo, nhóm bác sĩ và tiến sĩ còn tổ chức khám bệnh và tư vấn miễn phí. Chương trình đã giúp cho bà con trang bị những kiến thức cơ bản để bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa những căn bệnh do sinh hoạt không điều độ gây ra. Israel là quốc gia đi đầu trong việc ứng dụng khoa học vào sản xuất nông nghiệp. Vừa qua, các du học sinh nông nghiệp Việt Nam tại Israel đã có một buổi tham quan Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Israel và tới thăm một trang trại nuôi ong. Chuyến tham quan đã giúp cho các bạn du học sinh Việt Nam tìm hiểu về những phương pháp sản xuất hiện đại trong nông nghiệp tại Israel. Những buổi tham quan thực tế tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp hay các nông trại là một trong những hoạt động ngoại khóa quan trọng với các du học sinh Việt Nam theo học ngành nông nghiệp. Với phương pháp giáo dục tại Israel, các học sinh không chỉ được học lý thuyết mà còn được tận mắt chứng kiến lý thuyết vận hành sản xuất nông nghiệp được áp dụng vào thực tế ra sao. Mình rất thích những chuyến đi thực tế, nó giúp mình nhớ và hiểu rõ hơn những kiến thức mình được học ở trên lớp. Hôm nay chúng mình được đi tham quan một viện nghiên cứu và một trang trại nuôi ong ở Israel. Nó giúp mình hiểu được cách họ kiểm soát những sâu bệnh hại, đặc biệt là loài ruồi địa trung hải. Ngoài ra, mình còn học được cách họ nuôi ong cũng như sử dụng trang thiết bị hiện đại vào việc sản xuất mật ong. Mình rất mong đợi vào những chuyến đi tiếp theo. Qua chuyến tham quan, các bạn du học sinh Việt Nam có cơ hội được học hỏi về phương pháp kiểm soát sâu bệnh trong nông nghiệp và tiếp cận cách thức sản xuất mật ong tại trang trại nuôi ong. Những người nông dân chủ yếu nuôi trồng trong nhà kính và nhà lưới nên họ phải nuôi ong để ong thụ phấn cho hoa làm tăng năng suất cho cây trồng. Trong quá trình sản xuất mật ong, người nông dân không tác động trực tiếp tới vật chủ mà để chúng phát triển một cách tự nhiên, giúp sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Thì mình đã học rất nhiều điều bổ ích về sự kiểm soát sâu bệnh hại ở bên này, đặc biệt là về loài ruồi địa trung hải, một trong những loài côn trùng gây hại nguy hiểm cho nông sản. Mình hy vọng rằng trong khoảng thời gian còn lại, chúng mình sẽ có thật nhiều chuyến tham quan để có thể học thật nhiều điều bổ ích. Các bạn sinh viên Việt Nam nói riêng và du học sinh các nước nói chung tới Israel học tập và làm việc có nhiều cơ hội được trải nghiệm nền nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó còn là những kiến thức trong việc quản lý nông nghiệp hiện đại. Từ đó, những du học sinh Việt Nam có thể áp dụng những kiến thức đã học vào phát triển nền nông nghiệp tại quê nhà.
Ngày 7 tháng 5, chương trình Những Ngày Việt Nam tại Myanmar đã khai mạc tại thành phố Yangon. Chương trình bao gồm một chuỗi các sự kiện như hội chợ du lịch, biểu diễn nghệ thuật và triển lãm ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar phối hợp với Bộ Khách sạn và Du lịch Myanmar tổ chức. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp hai nước xúc tiến hợp tác đầu tư trong lĩnh vực du lịch, thủ công mỹ nghệ. Chương trình nhằm hướng tới kỷ niệm 43 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Myanmar, góp phần thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân hai nước. Thưa quý vị, năm 2018 là một năm đặc biệt đối với nghệ thuật cải lương, bởi đây là năm đánh dấu kỷ niệm 100 năm ra đời bộ môn nghệ thuật sân khấu này. Mặc dù xuất phát từ miền Tây Nam Bộ, nhưng cho đến nay thì chúng ta vẫn thấy được sức sống của bộ môn nghệ thuật này ở nhiều vùng miền của đất nước. Và hãy cùng nhìn lại những bước phát triển của nghệ thuật cải lương, đặc biệt là cải lương ở khu vực Bắc Bộ. Cải lương là loại hình sân khấu kịch hát dân tộc ra đời vào đầu thế kỷ 20. Nguồn gốc của cải lương là những bài hát lý, ca nhạc tài tử ở miền Tây Nam Bộ. Khởi đầu, nhạc và lời ca được biểu hiện qua hình thức ca gia bộ, một hình thức diễn xuất thô sơ, vừa hát vừa biểu diễn bằng động tác để minh họa. Ca gia bộ với chất giọng ngọt ngào, gần gũi của người dân Nam Bộ ngày càng được đông đảo quần chúng hâm mộ. Và con đường phát triển tất yếu của nó là đi vào nghệ thuật sân khấu. Nghệ thuật cải lương ra miền Bắc vào những năm 50 của thế kỷ trước với nhiệm vụ phục vụ cách mạng, khi các nghệ sĩ miền Nam tản cư được tập hợp lại trong ngôi nhà chung là Liên đoàn ca kịch kháng chiến Liên khu 4, tiền thân của nhà hát cải lương Việt Nam sau này. Từ một đoàn diễn duy nhất, cải lương nhanh chóng trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của người dân miền Bắc. Tuy có nguồn gốc từ Nam Bộ, nhưng khi ra đến miền Bắc, cải lương đã mang những đặc điểm quyến rũ riêng, dựa trên những giá trị văn hóa độc đáo được đúc kết từ nghìn năm lịch sử mà chỉ riêng đất Bắc mới có. Nét riêng đó được thể hiện rõ qua các vở diễn vang danh như Kẻ Sĩ Thăng Long, Cây Đàn Huyền Thoại, Cung Phi Điểm Bích. Từ ngày xa cách nơi làng quê như thuyền. Ngày nay, cũng như những loại hình nghệ thuật truyền thống khác, cải lương đang đứng trước nhiều thách thức mới, đặc biệt là việc không có đội ngũ khán giả kế cận khi những người yêu mến bộ môn nghệ thuật này đại đa số đều đã lớn tuổi. Những giai điệu cải lương và nét đặc sắc của nghệ thuật cải lương đã gắn bó với nhiều thế hệ khán giả suốt nhiều năm qua. Trong thời kỳ vàng son của cải lương Bắc Bộ, đã có rất nhiều các nghệ sĩ ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Vậy cùng chúng tôi gặp gỡ với một nghệ sĩ được mệnh danh là Hoàng tử cải lương đất Bắc và lắng nghe những chia sẻ tâm huyết của ông với bộ môn nghệ thuật này. Hoàng tử cải lương đất Bắc, đó là danh xưng thân thương mà những người hâm mộ dành tặng cho nghệ sĩ ưu tú Minh Thành. Với nghệ sĩ, cơ duyên đến với bộ môn nghệ thuật cũng rất tình cờ. Chứ mình không dám nhận, nhưng còn đây là tự khán giả phong thôi. Đến bây giờ vẫn có nhiều những người trên Facebook vẫn bảo em rất thích những cái bài hát của anh. Từ bé mình đã thích nghệ thuật rồi, nhưng mà mình thích nhạc mới cơ. Chứ về sau này thì đi làm thế là thấy hát cải lương thích quá, thế là cứ đam mê. Hoạt động trong thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật cải lương ở miền Bắc, Hoàng tử cải lương vẫn nhờ đến những đêm diễn chật kín khán giả với các nghệ sĩ vang danh như Thúy Đạt hay Thanh Thanh Hiền. Đâu đâu người ta cũng hát cải lương, cứ nói đến cải lương đi đến là người ta xem. Các bộ môn khác là phải ghen tị, cả nước Việt Nam chứ không phải chỉ là miền Nam, nhất là miền Bắc đam mê cải lương. Không mưa thì hầu như diễn ngoài trời, mà những cái điểm diễn có thể lên đến hàng vạn người, tức là chục nghìn người, nó đông đến mức độ như thế mà người ta khán giả đi từ lúc 2-3 giờ chiều xí chỗ. Này đã ở tuổi 65, nghệ thuật cải lương cũng không còn được phổ biến như trước đây. Tuy nhiên, niềm đam mê của ông vẫn không hề suy giảm. Sân khấu của ông bây giờ chính là ở gia đình, và dường như không ngày nào nghệ sĩ không dành thời gian để luyện tập lại các ca khúc quen thuộc. Trời ơi, mời sắc sơ cho chiếc trường có tiếng nớt nhỏ. Đầm sơ sơ, đầm chia tay vẫn diễn biến bằng thu hà. Đến bây giờ tôi vẫn phải luyện tập, chứ mình không để giữ một cái cổ không chưa đủ. Mình muốn để tồn tại thì mình phải vừa giữ cái nền tảng của cổ truyền nhưng vẫn tiếp nhận những cái mới, cái luồng gió mới của thời đại. Tuy không còn hoạt động nghệ thuật, nhưng tâm huyết với nghệ thuật cải lương của ông vẫn là điều nghệ sĩ hằng ấp ủ. Khán giả vắng thì cũng chạnh lòng chứ. Có những lúc bọn tôi buồn lắm, nghĩ lại những lúc mình rực rỡ hoàng kim thì nhìn lại lúc này mình tủi. Nhưng thôi biết làm thế nào, xã hội như vậy, có lúc lên lúc xuống, biến mất thì không bao giờ biến mất được. Vì cái này nó ngấm vào biết bao thế hệ rồi. Nhưng chỉ còn có con quan trọng là có làm cho nó được
hưng thịnh lên không? À, nó trở lại được như cái thời chúng tôi không? Thì cái đấy cũng là một cái bài toán mà còn phải bằng thời gian trả lời. Từ đây chúng tôi cũng xin được phép khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin qua website vtv4.vn hoặc qua kênh YouTube VTV4Go. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.